đầu. Hai chàng của các thủ biên phòng. Điểm 1-0 cho Long An. Đội biên phòng là đội mang trang phục màu xanh bên phía tay phải màn nhỏ của quý và các bạn. Còn đội Long An là đội biên mang trang phục màu trắng bên tay trái màn nhỏ của các bạn. Quý và các bạn xem hay đến like và chia sẻ cho nhiều người tiếp theo. Quả đá bóng rất gọn gàng của chiến thắng biên phòng. Đội điểm cho biên phòng 1-0. Của số 5 bên phía biên phòng. Bóng chạm tay của biên phòng, đội điểm Long An 2-1. Điểm tiếp cho Long An 3-1. Đội điểm cho biên phòng 2-3. Hội cho cầu thủ Long An biên 4. Tiếp bóng đi ra ngoài. Điểm 3-0 cho biên phòng. Điểm Long An 4-3. Xin chào Hoàng Hải. Điểm tốt của biên phòng. Đây là pha ghi điểm của chủ công đội trưởng Phạm Văn Hiệp. Hiệp là cầu thủ đến từ đội 1 của biên phòng. Một pha phát bóng đập lưới ăn điểm rất khó chịu. Điểm cho biên phòng 5-4. Không có lưới. Đội điểm 5-0 cho Long An. Đây là trọng tài bắt lối vị trí của các cầu thủ Long An. Đội điểm cho biên phòng 6-5. Lưới nâng bóng hai chạm của biên phòng. Điểm Long An 6-0. Oh.
biên phòng. Điểm biên phòng 76. Ở giải trẻ vô địch quốc gia cúp câu lạc bộ thì đội biên phòng đang là đương kim vô địch. Ở trận chung kết mùa giải 2020 tại nhà thi đấu thành phố Bắc Giang thì đội biên phòng đã giành chiến thắng 3-0 trước đội trẻ Trang An Ninh Bình. Và đánh bóng tốt của trung vệ 1 Long Ban. Điểm Long An 7 đều. Trong sân, điểm cho Long An 87. Khi và các bạn xem hay thì chia sẻ lên nhiều hội nhóm bóng chuyền để cho nhiều người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp trận đấu này từ nhà thi đấu thành phố Bắc Cạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một pha sang luôn, như vậy là lối sang tay sang lưới của các cầu thủ trẻ biên phòng. Điểm cho Long An 97. Rồi trọng tài bắt hoàn toàn chính xác. Điểm cho biên phòng 89. Bóng hai chạm của các bạn đổi điểm cho biên phòng 19. Xử lý không thành công. Điểm tiếp biên phòng 11-9. Chủ công Văn Hiệp của đội trẻ Ninh, trẻ biên phòng được bổ sung từ đội 1 của câu lạc bộ biên phòng tham gia giải vô địch quốc gia. Văn Hiệp và Ngọc Quân ở mùa giải 2020 là hai chủ công bên phía biên phòng. Với bước 1 rồi. Mình vừa biết mình vừa chạm vào đâu bây giờ lại không zoom được đây này.
Điểm 14-9 cho Biên Phòng. Đổi điểm cho Long An 10-15. Cho cao thủ Long An liên 4 bóng được, vậy là đánh bóng chặn lưới của cao thủ Long An. Điểm cho Biên Phòng 61. Rất nhanh trên lưới của số 15 bên phía Biên Phòng. Điểm cho Biên Phòng 17-11. Một pha đánh lưới không thành công. Lối dí bóng của các cầu thủ Long An. Điểm 18-11 cho trẻ Biên Phòng. Có cái gì chạm vào đâu bây giờ không zoom được rồi. Điểm 19-13 cho Biên Phòng. Điểm 20-14 cho Biên Phòng. Và nhảy phát bóng tấn công của Văn Hiệp. Vậy là trọng tài xác định đánh bóng ra ngoài. Điểm cho Long An 15-20. Chào Ma Thị Tuấn nhá. Biên Phòng giải trẻ câu lạc bộ này đang là đương kim vô địch em ơi. Một pha chạm bóng tốt của Long An. Điểm tiếp cho Long An 16-20.
21-16 cho biên phòng. Điểm 22-16 cho biên phòng. Vậy là đội Long An xin tạm dừng hội ý chiến thuật lần thứ nhất ở set thi đấu thứ nhất này. Thời gian hội ý trận đấu tiếp tục. Biên phòng phát bóng. Bóng ra ngoài của 6 Long An. Điểm cho biên phòng 23-16. Kết điểm set point cho biên phòng. Được một lối rồi, điểm 25-16, set đấu đầu tiên. Đội biên phòng thì chiến thắng 25-16, qua đó tạo quân lên dẫn trước đội Long An với tỷ số 1-0. Mời quý bạn tạm nghỉ phút trước khi đối thách đấu thứ hai của trận đấu này. Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại nhà thi đấu thành phố Bắc Cạn để theo dõi set thi đấu thứ hai trận thi đấu đội tuyển bóng chuyền nam Quảng An và huấn luyện viên trẻ quốc gia năm 2022 giai đội câu lạc bộ biên phòng gặp câu lạc bộ Long An. Điểm số ở set đấu thứ hai hiện tại là 2-0 nghiêng về đội biên phòng. Biên phòng phát bóng. Hello, xin chào 14 trên sân bóng. Đúng là ghi điểm rất lực của Văn Hiệp ở vị trí thứ 4. Văn Hiệp là cầu thủ 11 của câu lạc bộ biên phòng tham gia giải vô địch bóng chuyền quốc gia. Điểm 3-1 cho biên phòng. Tiếp cho biên phòng 4-1. Các bạn xem hình ảnh chất lượng có đường nét không các bạn ơi. Tiếp tục là biên phòng phát bóng. Bước một lối của số 6 biên phòng. Số 6 của Long An. Điểm 5-1 cho biên phòng. Cầu thủ màu số 3 bên phía Long An. Điểm biên phòng 6-1. Hello, xin chào Minh Heo. Đình Dung.
cố bóng tốt, một cố bóng tốt của cầu thủ Long An. Không được, bóng mặt trắng của Long An đi ra ngoài. Điểm 7-1 cho Biên Phòng. Đổi điểm, điểm tiếp cho Biên Phòng 8-1. Là pha chạm bóng thành công của Phạm Văn Hiệp, đội trưởng của Biên Phòng. Là điểm 9-1, đội Long An xin tạm ngừng với chiến thuật lần thứ nhất ở set thi đấu thứ hai. Hello, xin chào bế thưởng nhá. Về mình sẽ cố gắng like tất cả các trận đấu của mùa giải tuyển trẻ cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2022 tại nhà thi đấu thành phố Bắc Cạn. Cố gắng like để được nhiều trận nhất. Mình không dám hứa là sẽ like hết tất cả các trận đấu, nhưng mà mình sẽ cố gắng like được tối đa nhất. Liên quan đến nhiều yếu tố công việc nên là không có thể like được 100% các trận các bạn ạ. Hết thời gian rồi, 30 giây trận đấu tiếp tục. Biên Phòng phát bóng, quả nhỏ không thành công. Văn Hiệp, lại là Văn Hiệp vào vị trí thứ hai. Điểm 11 cho Biên Phòng. Đội trưởng Văn Hiệp, điểm 11-1 cho Biên Phòng. Tỷ số rất là chênh lệch các bạn ạ. Bước 1 biếu điểm cho Biên Phòng. Rất tuyệt vời là cầu thủ mang số 13 vị trí Biên Phòng. 12-1 cho Biên Phòng. Được một lỗi của Long An. Điểm 13-1 cho Biên Phòng. Được 12 điểm, một tỷ biệt rất lớn các bạn ạ. Biên Phòng 14-1 cho Biên Phòng. Một pha có bóng lỏng tay không có lưới của Văn Hiệp. Đội điểm cho Long An 2-4. Ném lưu đạn xuống sân của Văn Hiệp. Điểm 15-2 cho các cầu thủ Biên Phòng. Và đá bóng rất uy lực của
Văn Hiệp. Văn Hiệp đã từng có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. Lối sang sân của các cầu thủ Long An, điểm 16-2 cho Biên Phòng. Lần này thì bóng bàn thắng chắn của Văn Hiệp đổi điểm cho Long An 3-16. Điểm 17-3 cho Biên Phòng. Nhà phát bóng tấn công của Văn Hiệp. Video của Biên Phòng là Trịnh Duy Quý. Pha bỏ nhỏ tốt của các cầu thủ Long An, điểm Long An 47. Điểm tiếp cho Biên Phòng 18-4. Trận đấu đang tỏ ra rất chênh lệch về đẳng cấp các bạn ạ. Các cầu thủ trẻ Long An thi đấu rất chỉnh choạc. Ngược lại thì các cầu thủ Biên Phòng đánh bóng rất hay. Chuyền rất khó, xử lý tốt, xử lý thành công của 12 của Long An. Đổi điểm cho Long An 5-18. Của Long An, điểm 68. Điểm 19-6 cho Biên Phòng. Chạm tay của các thủ Biên Phòng. Điểm Long An 7-19. Tuần Hoàng, điểm 27 cho Biên Phòng. Bóng lọt chắn của Biên Phòng, điểm 8-20 cho Long An. Chung kết là 14 tháng 10 nha em ơi. Cái điểm của cầu thủ Biên Phòng 21-8 cho Biên Phòng.
thể là Long An không lên đến điểm số thứ 10 các bạn ạ. Ở hiệp 1 thì họ còn lên được 16-25. Điểm 23-8 cho biên phòng. Chào người phán xử nhá, Văn Hiệp đang thi đấu cho biên phòng nên đang ở trên sân đây. Cầu thủ đang ở vị trí biên 4. Biên 2 xuống. Vẫn còn, Long An tiếp tục được không? Của Văn Hiệp và Văn Duy. Điểm 24-8 cho các cầu thủ biên phòng. Set point ở set đấu thứ hai cho biên phòng. Chạm lưới 25-8 cho biên phòng, kết thúc sẽ thi đấu thứ hai. Biên phòng thì thắng 25-8, qua đó tạo vươn lên dẫn trước đội Long An với tỷ số 1-0. Mời chị và bạn tiếp tục quay trở lại nhà thi đấu thành phố Bắc Cạn để theo dõi hiệp thi đấu thứ 3 giữa hai đội câu lạc bộ trẻ Biên Phòng và câu lạc bộ trẻ Long An. Trận đấu thứ 3 bắt đầu. Bóng không qua lưới của các cầu thủ Long An. Điểm 1-0 cho Biên Phòng. Lối của Long An, điểm 2-0 cho biên phòng. Các cầu thủ Long An phần tâm lý rồi. Đội cũng buộc không được. Đội buộc rất xấu. Lại nhớ điểm cho các cầu thủ biên phòng. Điểm 3-0 cho biên phòng. Điểm 2 rất lỗi của cầu thủ Long An. Điểm tiếp cho biên phòng 4-0. Chuyền hai dừng bóng của các cầu thủ Long An, điểm 5-0 cho biên phòng. Có thể ở đâu mà lại để thế? Điểm 6-0 cho biên phòng. Đối dính bóng. Đánh bóng trong sân. Điểm đầu tiên cho Long An ở trận đấu thứ 3. 1-6. Của
15 bên phía biên phòng, 71 cho biên phòng. Của Long An, điểm 27 cho Long An, rồi là con nhỏ của Văn Hiệp. Đây là Hoàng Đức Duy đã vào sân. Một pha đóng dấu vạch 3m của Văn Hiệp, bóng vừa rồi nằm ở trong vạch 3m luôn các bạn ạ. Điểm 82 cho các cầu thủ biên phòng. Là Văn Hiệp phát bóng không có lưới, đổi điểm cho Long An 3-8. Công Văn Hiệp, điểm 93 cho biên phòng. Phạt bóng đi ra ngoài mất rồi. Điểm 49 cho Long An. Sân điểm 14 cho biên phòng. Một pha bỏ bóng lên từ bước 2 của các cầu thủ biên phòng. Điểm 14 cho biên phòng. Một pha đóng dấu vào đầu của Hoàng Đức Duy. Bóng trúng đầu của libero bên phía Long An. Điểm 12-4 cho biên phòng. Ok, zoom như này cho bạn ơi. Điểm 13-4 cho biên phòng. Lại là lối dính bóng của các cầu thủ Long An. Điểm 14-4 cho biên phòng. Vậy là huấn luyện trưởng của Long An xin tập người ý chiến thuật lần thứ nhất ở trận đấu thứ 3, đặc biệt là 10 điểm.
điểm 5-14 cho Long An. Điểm biên phòng 15-7. Điểm 16-5 cho biên phòng. Long An đánh bóng không có lưới. Điểm 17-5 cho trẻ biên phòng. Các đàn em của Ngọc Xuân. Phát bóng ra ngoài. Đội điểm cho Loan 67. Bóng bật chắn ra ngoài. Điểm tiếp cho Vinh Phong 18-6. Và ghi điểm có nét đầu tiên của cầu thủ Long An ở trận đấu này. Điểm Long An 78. Biên phòng 19-7. Hiệp 27 cho các cầu thủ biên phòng. Trận đấu tỏ ra quá chênh lệch các bạn ạ. Ở trận đấu thứ hai thì Long An chỉ lên được 8 điểm, còn ở set thứ ba này đang là điểm số thứ 7. Đây là Long An chắn bóng tốt. 20 cho các cầu thủ Long An. Và nhảy phạt bóng tấn công của Văn Hiệp. Tiếp bóng không có lưới. Điểm Long An 9-21. Long
công an để bắn rơi tự do. Điểm 23-9 cho biên phòng. Bóng không qua đường hàng chắn của các cầu thủ Lăng Man. Điểm 10-23. Và đường bóng sâu vạch của đội tuyển trẻ Văn Hiệp. 24-10 cho biên phòng. Bác ơi, set point kết thúc trận đấu cho các cầu thủ biên phòng. Vậy là 25-10 kết thúc trận đấu, đội biên phòng giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước đội Lăng Man. Xin được chúc mừng các cầu thủ trẻ câu lạc bộ biên phòng đã giành chiến thắng ở trận đầu ra quân ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn xem hay thì like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem những video mới nhất của kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.